đắc đạo Tư Đà Hàm, tăng đã đắc quả Tư Đà Hàm, tăng đã đắc đạo A Na Hàm, tăng đã đắc quả A Na Hàm, tăng đã đắc đạo A La Hán, tăng đã đắc quả A La Hán. Ê sa pha ga wa to sa wa ka sang khô. Chư tăng ấy là bậc thinh văn đệ tử Phật. A hu ne yo, các ngài đáng thọ lãnh bốn món vật dụng của tín thí, ở phương xa đem đến dâng cúng người có giới hạnh. Pa hu ne yo, các ngài đáng thọ lãnh của tín thí mà họ dành để cho thân quyến cùng bộ ở các nơi, nhưng họ lại đem đến dâng cúng các ngài. Đa khi ne yo, các ngài đáng thọ lãnh của tín thí tin lấy nhân quả đem đến dâng cúng. Anjalikaraniyo, các ngài đáng cho chúng sanh lễ bái. Anuttarang punyakhetang lokasati, các ngài là phước điền của chúng sanh không đâu bị kịp. Natime saranang anyang sangho me saranang varang ete nasa chawa che na ho tu me chaya mang ga lang. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có đức tăng là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính và nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Wanda mi che ti yang sa vang sa pa tha me su pa te ti tang sa ri vi ka tha tu ma ha bu thang bu ta ru pang sa ka lang sa da. Wanda mi che ti yang sa vang sa pa tha me su pa te ti tang sa ri vi ka tha tu ma ha bu thang bu ta ru pang sa ka lang sa da. Wanda mi che ti yang sa pang sa pa ta me su pa ti ti tang sa ri vi ka tha tu ma ha bu thang bu ta ru pang sa ka lang sa da. Con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp, Ngọc Xá Lợi, Đại Thọ Bồ Đề và Kim Thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Con xin thành kính tất cả bảo tháp, Ngọc Xá Lợi, Đại Thọ Bồ Đề và Kim Thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp, Ngọc Xá Lợi, Đại Thọ Bồ Đề và Kim Thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, cảm ơn Giang Nhật Hà cho con biết tín hiệu. Dạ, thầy con thấy sự ghi 222, không biết trong đạo tràng mọi người có nghe rõ hay không. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, bây giờ là thời điểm thích hợp để xin thọ trì tâm quy và ngũ giới. Xin đạo tràng giữ tâm thanh tịnh cùng con tác bạch để cùng thỉnh ngài. Ukasa mayang phante wisung wisung rakhanatha yati sarane nasahapan chasila niyajama. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tâm quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng dưỡng hành theo cho được sự lợi ích. Dutiyam vi mayang phante wisung wisung rakhanatha yati sarane nasahapan panchasila niyajama. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Tatiyam bimayam phante visung visung rakhanatha yati sarane nasahapanchasila niyajama. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng chữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba.
Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Mai Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Trước tiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng, trong những nick name mà chúng tôi không được rõ, xin chào quý ni sư, quý cô tu nữ, xin chào huynh Chánh Ngộ, sư Nhật Quỳnh, sư Không Nhật, sư Thi Lâm, huynh Châu Phan, sư Cẩm Hạnh, huynh Giang Nhật Hà, sư Kim Nhung, huynh An Trần, sư Thanh Hoàng, sư Mê Ta, sư Hồng Mai và đạo hữu Karuna. Quý vị nghe rõ, xà thủ, xà thủ. Xin được thay mặt chư tăng truyền tâm quy và ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt đăng sa nâng gai cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Đồng măng sa nâng gai cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sang khăng sa nâng gai cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng. Đô ti yam bi bụt đăng sa nâng gai cha mi, con đem hết lòng thành kính đi kỷ nhị đôi tiên bị đắp nắm gai con em đôi tiên bị sang kháng xa nắm gai cha mi con em hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhị tạ ti dâm bị bút đăng xa nắm gai cha mi con em hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba tạ ti dâm bị đắp măng xa nắm gai cha mi con em hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba tạ ti dâm bi sân khấn sa nâng ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba Bụt đăng sa ra nang ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Phật tam mang sa ra nang ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp Sang khang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng. Dutiyam bi bhutang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Dutiyam bi dhammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Dutiyam bi sang khang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ nhì. Tatiyam bi bhutang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Tatiyam bi dhammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Tatiyam bi sang khang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Thì saranakahanang nithi tăng, pháp thì tam bảo tròn đủ, chỉ có bấy nhiêu. Amaphante, dạ xin vâng. Bà na thi ba ta về ra mắt đi sẽ khó với năng samadhi dạ mi còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự sát sanh a đinh nai đai na về ra mắt đi sẽ khó với năng samadhi dạ mi còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự trộm cắp cảm bề sumicha cha ram về ra mặt đi sẽ khó với năng samadhi yami còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự tà hạnh musawada về ra mặt đi sẽ khó với năng samadhi yami còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự nói dối sura me rayama chapamai dathana về ra mặt đi sẽ khó với năng samadhi yami còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa si dễ uống rượu và các chất say
Panatipata Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinadana Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame Sumicha Chara Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musawada Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura merayama chapama dathana veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Imani pancha sikabuddhani sadukang kartuang appamadena nicchakalang samarak khi tập bằng chư Phật tử, sau khi tọa trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải ráng giữ hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. A ma phàn tê, dạ xin vâng. Sì lê na su ca tinh doan tị, sì lê na phô ca sâm bát đai, sì lê na ni phu tinh doan tị ta sâm ai. Si lăng quỷ số thát dê các chúng sanh đã sanh về cõi trời cũng nhờ dự giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ dự giới được giải thoát nhâm niết bàn, cũng nhờ dự giới bởi các cây, cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhân. Sa thú lành thay, nhà con xin sám hối trước tam bảo. Uttamanghe na wande hang padapang sung warutamang buthe yo khalito doso butho khamatutang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamanghe na wande hang thamman chaduvi thang varang thamme yo khalito do so thammo khamatu tang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamanghe na wande hang sanghang chaduvitho tamang sanghe yo khalito doso sangho khamatutang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Nhà chúng con kính cùng thỉnh sư chúc phúc đến đạo tràng. Sirat minh me bút tha se thô sa ri bôn tô cha đặc thi ne wa ma ẩn se mộc ga la no pu ra tô bi đa ca ta yang ba chi me ma ma a nan đô ki na sa wa cha tôn đi sa sa man ta lô ca ba la chi in đa đề wa sa phram ma ca e te sang a nu pha we ne sa bê pha ya u ba đa wa ne ca an ta ra ya pi vi na san tu a se. Xa tô Đức Phật ngự trên đầu, vai mặt xa lợi Phật, vai trái kiền liên hầu. Trước mặt là tâm tạng, sau lưng A Nan chầu, bốn phương A La Hán, Đế Thích Lẫn Tạng Thiên, do oai lực khắp màu. Hộ trì cả năm châu rủi ro và tai hại, tất cả đều lo âu, xin được mau tiêu diệt.
Sovathalatho sukhito virunho buddhasa sanaya rogo sukhito hoi saha sabbe nyati phi saha thalatha sukhita virunham. Buddhasa sanaya roga sukhita hoi saha sabbe nyati phi saha thalatha sukhita virunham. Buddhasa sanaya roga sukhita hoi saha sabbe hít nhà tị phiên cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thú lành thay, nhà con xin hồi hướng công đức. Yang kin chi kusala kamang kata bang kiri yang mamaka yena wacha manasa tidase sugatang katang yesata sanino ati ye jasata asanino katang punya palang mai hang sape fagi fawan tute ye tang katang suvidi tang dinang punya palang maya ye chata thanacha nanti dewa gantwa niveda yung sabbe lokam hi ye sata chiwanta harahe tuka manunyang pho chanang sabbe lafantu mamache tasati. Bất cứ thiện nghiệp nào là hành động đã được làm với thân khẩu ý của tôi đều tác thành đến cõi trời đạo lợi. Có chúng sanh hữu tưởng nào, có chúng sanh vô tưởng nào, tất cả các vị là người chia phần phước quả mà tôi đã làm. Chúng sanh nào đã khéo hay biết những công đức do tôi hồi hướng, xin hãy tùy hỷ. Chúng sanh ở nơi nào không hay biết, xin chư thiên sau khi đi, hãy báo truyền cho họ rõ. Tất cả chúng sanh nào sống trên thế gian do nhân vật thực, xin hãy thỏa thích nhận phước vật thực do tôi hồi hướng với tâm hoan hỷ. Y đăng nô nha ti năng hồ tu su khi ta hồn tu nha ta yô. Y đăng vô ta mê pu nhang a sa wa kha yô wa hằng hồ tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng. Cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại. Cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm. Sabbe puratimaya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe puratimaya anudisaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina yanudisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pachima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pachima yanudisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttara yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng bắc
đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttaraya anudisaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uparimaya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe hetimaya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe satta avera hontu sukhita hontu nidukha hontu abhyapaccha hontu anicca hontu dikkhayukha hontu arogha hontu sampatti sammicchantu sukhi attanam pariharantu dukkha patta chani dukkha phaya patta chani phaya soka patta chani soka hontu sabbe vipanino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, con đã xong phần lễ bái tam bảo sáng nay. Với những phước lành mà con tạo được do sự lễ bái tam bảo và xin thọ trì quy lý, con xin hồi hướng đến chư thiên ngụ quanh ngôi nhà của chúng con và xin chia phần phước này đến với đạo tràng đồng đều nhau cả thảy. Bây giờ là 4 giờ 29 phút sáng giờ Việt Nam, cũng đã đến giờ sinh hoạt của đạo tràng. Không biết sư đã có mặt trước máy hay chưa. Nếu có, xin cho con bạc tay. Con biết để nhường mic lại cho sư bắt đầu chương trình sinh hoạt sáng nay. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thanh Mai, Nam mô Sang Khai. Con kính nhường mic lại cho sư. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Trước tiên kính lễ chư tôn thượng đức tăng trong những nước nam mà chúng tôi không được rõ. Chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Kính chào chư thiện nam tín nữ. Hôm nay quý vị có được an vui hay không? Sa thủ, sa thủ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 21. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức tam bảo. Bụt hồ Mahesi arahang tathagato lo kutamo sappagaru hichet thakolo kassasattha chanadam mappo vido vanda mahantang narappu. Chánh này giác cần, Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng. Thoát ly phiền não trói trăng, tối thượng giáo chủ, trí năng vô lượng. Từ đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dâng lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng, nhân dân cúng dường. Tham mô bá đi bồ quý giá tá sá sá thu nộ lô ca nó mình thá sá quý nà ca rô cô sắp bà nhu bút thấp bá đi phù tí sanh nhá tô hoành đà má hành tăng ná ra phù. Cha này giác cần, pháp bảo với như ánh vàng, Như Lai soi sáng, vẹt màng vô minh, phá tan lầm lạc dũng sinh, đầy ứng Phật tổ, quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang, đáng cho công chúng, nhân gian cúng dường.
sân khô quý số thô chú ca ta sa sa quá cô sê kha chú ca mô quá ca thầm má sê kha cô niên đà quá sân sa đi hà nà đá rô quá rô hoàn đà má hình tầng nó ra cù cha này giác cần tăng bảo tinh văn phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thế pháp phàm nhân ai bì con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ đi cúng dường ra tận hết tây giới tề chê nó sẽ khà mê tu quá thanh hằng ta xa bi a nu pa về nó sẽ hát xa về nó sẽ chặt tu cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành mong nhờ đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thà Dạ. Phần tán dương ơn đức Tam Bảo đã xong. Trước khi đi vào bài học mới, cái phẩm không dễ vui, phẩm dễ vui chứ ha. Thì chúng ta ôn lại trong cái phẩm sông đối, trong phẩm sông đối 21, 20 câu Phật ngôn, và chúng ta ôn lại. Chúng tôi xin nhấn mạnh cái điểm này: khi chúng ta tâm đắc một trong hai câu Phật ngôn, một trong hai chục câu Phật ngôn về phẩm sông đối, mỗi người có mỗi sở thích, mỗi cái cá tính riêng, cho nên người thích câu Phật ngôn này, người thích câu Phật ngôn kia. Trong cái sự ưa thích đó thì cái điểm quan trọng là Đức Phật ngài biết được cái cá tính, cái nhân duyên, ngài có tha tâm thông, ngài biết được cái người đó như thế nào, ba la mật của họ đã tạo ra sao, và ngài chỉ cần nói cái câu Phật ngôn đó là người ta chứng đắc thánh quả. Còn đối với chúng ta là những cái người sinh lâu để muộn, thiếu duyên vô phước ha, cho nên đối với những câu Phật ngôn đó chúng ta không đủ tư cách để mà giải thích. Bởi vì giải thích thì Đức Phật ngài đã giải thích, ngài đã làm sáng tỏ và người kia chứng ngộ. Còn đối với chúng ta thì chúng ta có thể thắc mắc với câu Phật ngôn này. Chúng ta là một phàm phu tục tử, tại sao Đức Phật người nói câu Phật ngôn này? Bởi vì sao? Chúng ta còn hoài nghi, chúng ta còn giới cấm thủ, chúng ta còn thân kiến. Cho nên đối với câu Phật ngôn này, chúng ta có rất nhiều vấn đề để mà đặt câu hỏi. Và cái điều này thì quý vị quên rồi. Quý vị cứ lên giải thích câu Phật ngôn theo ý của quý vị. Đó là điều mà chúng ta nên tránh. Bởi vì khi mà lấy câu Phật ngôn đó ra sinh hoạt thì chúng ta phải có sự thắc mắc về câu Phật ngôn đó. Tại sao cái người kia chứng đắc một cách quá dễ dàng? Còn đối với chúng ta giống như nước chảy La Môn hay là việc nghe sấm, chính vì không động lại trên lá môn, chính vì nghe sấm mà chúng ta phải thắc mắc. Chúng ta bị ác nghiệp nó nặng quá thì chúng ta phải thắc mắc nhé. Nhưng mà quý vị lên giải thích đó là một điều sai lầm. Vấn đề thứ hai là quý vị tâm đắc cái câu Phật ngôn này, mà tâm đắc cái chỗ nào? Tức là cái cá tính của quý vị thích hợp với câu Phật ngôn đó, cho nên lấy câu Phật ngôn đó làm kim chỉ nam để rồi cảm thấy an vui hạnh phúc trong cuộc sống. Quý vị nhớ có hai vấn đề ha. Một câu Phật ngôn quý vị hoài nghi, đặt ra nhiều câu hỏi. Giống như ông vua người mà tiếp với cái chân của con voi á, thì nói rằng con voi
giống cục đình. Mà người mà nó rơi đụng cái lỗ tai của con voi ấy, thì nó cũng ồ, con voi nó giống như cái quạt. À, người mà rơi nhầm cái bụng của con voi ấy, thì nó con voi nó giống như cái trống chầu, à, vân vân. Thì năm sự kiện nếu mà gom lại đầy đủ thì nó sẽ trở thành một con voi tương đối, mặc dù họ không có thấy nhưng mà họ rờ đụng, họ thực chứng, họ thực chứng nhưng mà họ không có thấy. Thì trong cái sự thật, trong cái câu Phật ngôn đó, chúng ta nêu lên những thắc mắc để rồi ý kiến của quý vị sẽ bổ sung. Giống như người kia, họ kết hợp lại một bàn tay năm ngón, với năm ngón tay này nắm bắt rờ đụng cầm nắm một cách toàn hảo. À, thì như vậy chúng ta hiểu về câu Phật ngôn tương đối trong cái cuộc sống của chúng ta hiện tại nó thích nghi. À, thời kỳ của Đức Phật thì quý vị biết rằng phước duyên của những người đó đã đầy đủ, cho nên Đức Phật chỉ nói một câu là người đã nghe hiểu, bởi vì Ba La Mật đã chín mùi. Còn chúng ta không phải là mật mà là đường. À, cho nên chúng ta thất bại rất là nhiều, cần phải học hỏi lẫn nhau, cần phải nương nhau để mà sống. Kale na tham masacha, tức là chúng ta phải thảo luận để thấy được cái sự thật. À, phải tôn trọng ý kiến lẫn nhau. Điều này nếu mà chúng ta làm được thì chúng ta hiểu lời của Đức Phật dạy, không phải riêng sự chấp thủ của cá nhân chúng ta mà phải nhờ đạo tràng, ý kiến đạo tràng, mỗi người nói ra một sự thật để rồi chúng ta kết hợp sự thật đó, hiểu lời dạy của Đức Phật một cách trọn vẹn hơn. Alo, quý vị còn nghe chúng tôi nói không? Có hai vấn đề. Khi mà chúng ta đưa ra một câu Phật ngôn thì chúng ta, vấn đề thứ nhất là đặt câu hỏi. Vấn đề thứ hai, tâm đắc của chúng ta về cái điểm nào, để rồi chúng ta lấy cái điểm đó làm kim chỉ nam để thực hành theo lời dạy của Đức Phật. À, và chúng ta cảm thấy an vui. À, chỉ có hai vấn đề. Còn chúng ta không đủ khả năng để giải thích lời Phật dạy, bởi vì trong cái bổn phận của chúng ta, tin nhân, tin quả, tin nghiệp và tin vào tuệ giác của Bậc Đạo Sư. Khi tin vào tuệ giác của Bậc Đạo Sư thì Phật quốc là một cái điểm mà gọi là bất khả tư nghị ở trên Tây á. Cái trí tuệ của Đức Phật là trí tư, tự mình ngộ lấy, không thầy chỉ dạy. Còn chúng ta không phải là trí tư mà trí công. À, trí công ở đây có nghĩa là chúng ta nhờ cộng đồng, nhờ số đông người nè để hiểu lời dạy của Đức Phật nào qua nhiều cái ý tưởng khác nhau. Này, cái này gọi là từ điển trả ngược này bà con. À, đừng có nghĩ rằng chúng tôi nói như vậy là đúng, mà chúng tôi muốn nêu lên để cho quý vị thấy rằng phải nhờ cộng đồng, nhờ số đông để chúng ta hiểu cái lời Phật dạy qua nhiều ý kiến khác nhau. Cho nên cái vấn đề mà khi mà tụ họp lẫn nhau, cái điều quan trọng là thảo luận về Phật Pháp. Càng thảo luận, chúng ta mới thấy cái ý nghĩa của câu Phật ngôn này tuyệt vời. Tại sao tuyệt vời? Chúng ta là một trong bốn hạng người đuôi què câm điếc. Tại sao gọi là đuôi? Chúng ta thấy toàn những cái mà do tâm tham nó khởi. Thấy đẹp không à? Thấy hay không à? Thấy tốt không à? Mà đẹp hay tốt là cái gì?
là do cái sự tham luyến, tham ái. Chúng ta có mắt mà giống như mù, bởi vì mắt của chúng ta thấy toàn là những bất thiện, thì con mắt này ấy, giống như mắt đuôi rồi gì nữa. Muốn được yên tu phải biết ngu, có tai như điếc, mắt như mù. Vậy thì mắt của chúng ta nhìn những cái hay, cái đẹp, cái tốt toàn là tâm tham sân khởi, thì như vậy có mắt cũng giống như mù, như là đuôi vậy. Rồi què lần sau, chân của chúng ta hay đi đến thị trường, đi đến những cái chỗ đông người để rồi bị mất dịch, khổ vậy đó, ham vui. Thay vì những cái nơi vắng vẻ, những cái nơi thanh tịnh, những cái nơi mà chúng ta tạo được thiện pháp, chúng ta không đến, mà chúng ta đi đến la cà, nơi hí trường, nơi quán cà phê, nơi đạp chiếu phim, nơi chỗ nhậu nhạc, thì mất dịch đâu phải rồi. Cái chân của chúng ta đi đến những nơi bất thiện, thì chính cái chân của chúng ta giống như què. Rồi tại sao mà câm? Miệng vẫn nói được, vẫn nói được, nhưng mà khổ nói toàn dương bậy không à. Chúng nghe chúng chửi, nói ra là nghĩa là tiếng trước tiếng sau là thấy phù mỏ rồi. Tại sao vậy? Những cái lời chói tai, những cái lời ác ngữ, những cái lời chia rẽ, những cái lời vô ích, những cái lời dối trá, những lời lường gạt. Thì cái miệng của chúng ta trở thành câm rồi ha. Chúng ta nói những chuyện đó thì giống như chúng ta đang sống trong ác pháp, mà sống trong ác pháp thì có cái miệng cũng giống như câm. Rồi tại sao gọi là điếc? Lỗ tai của chúng ta vẫn thính, vẫn nghe rõ ràng, nhưng mà nghe toàn là những cái tục tiểu, nghe toàn những cái chuyện mà bất mãn, những cái chuyện khiếm nhã, những cái chuyện mà có như là chói tai. Nghe những cái đó để cho tâm sân nó sanh khởi, hoặc là nghe những cái tiếng du dương để tâm tham nó phát sinh. Thì như vậy nghe có tai đó cũng giống như cái tai chúng ta bị điếc rồi, đắm chìm trong ác. Đuôi què câm điếc hàng người đang xuất hiện trên thế gian, mà trong đó có chúng ta. Chúng ta dễ vui lọt vào trong bốn cái hàng người đó. Alo, tôi học chưa? Nói vào là riết bà con buồn, mượn cái room này để mà dạy đời ha, không phải. Bây giờ học ha. Câu Phật ngôn 21, 22, 23 cùng một duyên sự, nhưng mà chúng tôi cố gắng để phân bổ, rồi quý vị sẽ hiểu tại sao bốn cái hàng người đuôi què câm điếc trong đó có chúng ta hay không. Câu đầu tiên, ấp ba ma đồ amata bát đằng, ấp ba ma đồ amata bát đằng, ấp ba ma đồ amata bát đằng. Câu số 2, ba ma đồ mắt trụ nồ bát đằng, ba ma đồ trụ nồ bát đằng, ba ma đồ mắt trụ nồ bát đằng. Bây giờ ôn lại câu 1, câu 2. Ấp ba ma đồ amata bát đằng, ba ma đồ mắt trụ nồ bát đằng, ấp ba ma đồ amata. Đằng ma đồ amata bát đằng, bát ma đồ mắt trụ nồ bát đằng. Bây giờ câu 3, câu 4. Ấp ba mắt tà nắp mì dành tí, ấp ba mắt tà nắp mì dành tí, ấp ba mắt
ta na mi yan ti ye ba mat ta ya tha ma ta ye ba mat ta ya tha ma ta ye ba mat ta ya tha ma ta. Bây giờ ôn lại bát ma đồ amata bát đằng bát ma đồ mắt chú nô bát đằng ấp bát mắt ta nắp mì dành thi về bát mắt ta giác hà mắt ta ấp bát ma đồ amata bát đằng bát ma đồ mắt chú nô bát đằng ấp bát mắt ta nắp mì dành thi về bát mắt ta giác hà mắt ta ấp bát ma đồ amata bát đằng bát ma đồ mắt chú nô bát đằng ấp bát mắt ta nắp mì dành thi về bát mắt ta giác tha mắt ta. Còn một cách đọc thứ hai ấp bát ma đồ amata bát đằng bát ma đồ mắt chú nô bát đằng ấp bát mắt ta nắp mì dành tí về bát mắt ta giác tha mắt ta ấp bát ma đồ amata bát đằng bát ma đồ mắt chú nô bát đằng ấp bát mắt ta nắp mì dành tí về bát ta giác tha mắt ta. Có cái đoạn kinh khác thì câu đầu tiên á ấp bát ma đồ am amatang bát đằng chữ amatang bát đằng, nhưng mà ở đây thì appamado amata bát đằng, dầu amatang hay là amata cũng đều là bất tử, cũng đều là không chết. Mata là chết, á là không, amata là không chết. Không chết có nghĩa là bất tử, bát đăng là con đường. Thì chữ amata bát đăng hay là amatang bát đăng thì cũng đều giống nhau. Nhưng mà đây chúng ta thống nhất ha. Nếu mà quý vị thấy trong cái đoạn kinh nào đó có chữ amatang thì bây giờ chúng ta thống nhất ở đây amata bát đăng ha. Nó dính liền với nhau. Rồi như vậy trên cái giọng kinh thì chúng ta có hai cách đọc ha. Cách đọc thứ nhất appamado amata bát đằng bát ma đồ mắt chú nô bát đằng bát mắt ta nó mì dành tới về bát mắt ta giá thà mắt ta. Đó là cách đọc thứ nhất. Cách đọc thứ hai appamado amata bát đằng bát ma đồ mắt chú nô bát đằng bát mắt ta nó mì dành tí về bát mắt ta giác tha mắt ta. Đó là cách đọc thứ hai. Như vậy thì trường âm và đoạn âm thì quý vị thấy có hai cách đọc ha. Rồi giờ qua giọng kệ thì đọc làm sao, kệ thì sao cũng được hết á. Mỗi vị đều có một cái âm giọng khác nhau, cái vấn đề kệ không quan trọng, nhưng mà chúng ta phải biết để người ta e a thì mình cũng phải nhập chúng. Quý vị biết rằng có lần chúng tôi đi vô chùa Hà ở tại Hà Tiên á, trước 75 kìa, cái phái đó là cái phái Bồ Ran, tức là phái cổ xưa người Khmer. Cái bài Nam Mô quý vị biết rằng rất là ngắn gọn, mà người ta đọc theo cái giọng kệ đọc nửa tiếng đồng hồ. Xin lỗi, lần đầu tiên chúng tôi gặp mình nghe cái giọng kệ của họ, mà cái âm của họ tuyệt vời lắm. Họ đọc với số đông, mà ở trong một cái hang động, nghe nó vang, nghe mà coi như nổi da gà luôn. Thì mình đến đó phải thích nghi với cái mỗi cái vị trí nó khác nhau. Cho nên nè, tại sao chúng ta đọc giọng kinh, tại sao chúng ta đọc giọng kệ, để rồi khi mà hòa nhập
là Phật tử. Thì mình đi ở cái trường phái này, đi cái chùa nọ, à thì mỗi nơi mình cảm thấy rằng mình cũng có tham gia chút chút chứ. Chứ mình tới mình trợn mắt mình nhìn người ta, à xin lỗi, nổi lên bất mãn liền ha. Mà mình phải đọc được chút chút, à mình cảm thấy hoan hỷ. Thôi nhìn mình, ủa cái dân cha này mũi tẹt da vàng mà cũng biết đọc Pali nữa. Tự nhiên người ta có một cái cảm tình, à và người ta nghĩ rằng ồ, mỗi người mỗi nước mỗi non, bước vào cửa Phật là con một nhà, bởi vì đọc Pali nữa. Nghĩ rằng coi như bà con quyến thuộc của mình nè, à quý vị hoan hỷ. Bây giờ kể Appamado ta ba đăng ba ma đô mắt chu nô ba đăng a na mi yan ti ye ba ma ta ya tha ma ta ba ma đô a ma ta ba đăng ba ma đô mắt chu nô ba đăng Ambamata na miyanti ye bamata yatha mata Ambamado amata badang bamado mat chuno badang Ambamata na miyanti ye bamata và tha ma ta. Không phóng dật đường sống, phóng dật là đường chết. Không phóng dật không chết, phóng dật như chết rồi. Rồi mời Sik Meta, Sik Kim, Sik Kim Nhung ạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khả Giá. Dạ, cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết tín hiệu nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Tỳ Đức cùng chư tôn đức, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin tả bài câu pháp cú 21. Ba ma đồ amata ba đằng ba ma đồ mặc chú nô ba đằng ấp ba mặt ta na mi yan ti ye ba mat ta ya tha mat ta. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ấp trường âm nhấn, ba đoạn âm, ma đô hai trường âm thông thường, a ma ta ba là bốn đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba đoạn âm ma đô hai trường âm thông thường, mat trường âm nhấn, chú đoạn âm nô trường âm thông thường, bá đoạn âm đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ấp ba ma đồ amata ba đăng ba ma đồ mặc chú nô ba đăng. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Ấp trường âm nhấn, bá đoạn âm mắt trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, ná đoạn âm, mi trường âm thông thường, danh trường âm nhấn, tí đoạn âm, dê trường âm thông thường, bá đoạn âm, mắt trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, giá đoạn âm, tha trường âm thông thường, má đoạn âm, ta trường âm thông thường. Con đọc lại câu 3 và câu 4. Ấp ba mắt ta na mi yan ti ye ba mat ta tha mat ta. Dạ, con xin đọc lại hết bài. Ấp ba ma đồ amata ba đăng ba ma đồ mat chu no ba đăng ấp ba mat ta na mi yan ti ye tham mat. Dạ, con đọc lại. Ấp ba mat ta na mi yan ti ye ba mat ta ya tha mat ta ap ba ma do amata ba đằng ba ma do mat chu no ba đằng ap ba mat
ta na mi yan ti ye ba mat ta yat tha mat ta. Không phóng dật đường sống. Phóng dật là đường chết, không phóng dật, không chết, phóng dật như chết rồi. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kể. Áp ba ma đô a ta ba đằng ba ma đô mắt chu nô ba đằng áp ba mắt ta na mi danh tì về ba mắt ta gia tha ma ta. Và con đã đọc xong, kể xong, có chỗ nào sai sót xin ngài cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho. Và con nhường mic cho. Con xin kính chào sư chế đức, các tu, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con xin trả bài kinh pháp cú số 21. Appama do appamata padang pama do macchuno padang appamatta nami yanti ye pamatta yatha matha mata appama do appamata padang pama do macchuno padang appamatta nami yanti ye pamatta yatha mata. Phân tích câu 1, câu 2. Áp trường âm nhắn, đá đoạn âm. Ma đô, hai trường âm thông thường. Á, má, tá, bá, bốn đoạn âm. Đăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 2. Bá đoạn âm, ma đô, hai trường âm thông thường. Mắt trường âm nhắn, chú đoạn âm. Nô trường âm thông thường. Bá đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Appamado appamattapa padang chuno padang appamatta nami yanti ye pamatta yatha mata. Phân tích câu 3. App app trường âm nhắn, bá đoạn âm, mắt trường âm nhắn, ta trường âm thông thường, ná đoạn âm, mi trường âm thông thường, danh trường âm nhắn, tí đoạn âm. Câu cúng cùi hay câu cuối cùng. Dê trường âm thông thường, bá đoạn âm, mắt trường âm nhắn, ta trường âm thông thường, má đoạn âm thường, má đoạn âm, ta trường âm thông thường. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Appamatta mani ti ye pamatta yatha matha. Appamado appamatta padang pamado macchuno padang appamatta nami yanti ye pamatta yatha matha. Appamado appamatta padang pamado macchuno padang appam đà na mi dày pa mắt đà gia tha mắt đà áp pa ma đô áp mắt đà pa đằng không đọc đi đọc rồi áp pa ma đô mắt đà pa đằng pa ma đô mắt chu nô pa đằng áp pa mắt đà na mi danh tì dày pa mắt đà gia tha mắt đà áp pa ma đô áp mắt ta pa đằng pa ma đô mắt chu nô pa đằng áp pa mắt ta na mi danh tì về pa mắt ta gia tha ma tha. Không phóng dật đường sống, phóng dật là đường chết, không phóng dật không chết, phóng dật như chết rồi. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chàng ơi, lúc này sư khỏe ha. Sư, con thấy sư mà ngồi sư nghe rồi sư cho bông qua cầm lum tùm la, tức là sư khỏe ngồi nghe nha. Mà không biết, không phải con nghĩ rằng mấy lần trước sư cho có hai ba em thôi, hai ba lần thôi, rồi sư lặng, sư ngồi sư núp
Chắc gì này chắc cũng vậy được hay sư ha. Còn cũng cảm ơn sư và quý vị đã cho bông qua vỗ tay vỗ chân nó. Còn khoái nhất là vỗ tay vỗ chân nó. Cô Mít Tà nè, Hồng Thị Kim Nhung nè, Giang Nhất Hà không chịu vỗ tay vỗ chân đâu, cho bông qua là một cái gì nhỏ. Dạ, con có sai gì xin sư sửa nha. Chắc cho cái ba bông qua đó rồi, chắc không có sai gì hay sư nha. Con mời cô Hồng Thị Kim Nhung kế tiếp nha. Và cảm ơn, chúc quý vị luôn ăn vui. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ ạ. Dạ, con xin đọc câu kệ ngôn số 21 ạ. Áp ba mà đồ a ma ta ba đằng ba mà đồ ma chu nô ba đằng áp ba ma ta na mi dàn ti dề ba ma ta gia thà ma ta áp ba mà đồ a ma ta ba đằng ba mà đồ ma chu nô ba đằng áp ba ma ta na mi dàn ti dề ba ma ta gia thà ma ta. Không phóng dật đường sống. Phóng dật là đường chết, không phóng dật không chết. Phóng dật như chết rồi là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Áp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ma đô là hai trường âm thông thường. Á, má, tá, bá là bốn đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, ma đô là hai trường âm thông thường, mắc là trường âm nhấn, chú là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Áp ba mà đồ a ma ta ba đằng ba mà đồ ma chu nô ba đằng. Câu 3 và câu 4 ạ. Áp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, mi là trường âm thông thường, gian là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, dê là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, mát là ta là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Áp ba ma ta na mi dàn ti dê ba ma ma đô a ta ba ba ma đô mắc chu nô ba đằng áp ba ma ta na mi dàn ti dê ba ma ta dạ tha ma ta áp ba ma đô a ma ta ba đằng ba ma đô mắc chu nô ba đằng áp ba ma ta na mi dàn ti dê ba ma ta dạ tha ma ta. Không phóng dật đường sống. Phóng dật là đường chết. Không phóng dật không chết. Phóng dật như chết rồi là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc kệ và phân tích xong. Con có sai, kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Con kính tri ân sư. Cảm ơn đạo tràng. Thân mời Thiện Vũ ạ. Con xin kính đảnh lễ, kính đảnh lễ sư Pháp Trang, đảnh lễ quý cô tu nữ. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu 21. Áp ta ma đồ a ma ta ba đằng pa ma đồ mách chu nô pa đằng áp ta ma ta nan ti pa ma ta a ma ta. Tích câu 1, câu 2. Áp trường âm nhấn, thá đoạn âm, ma đô hai trường âm thông thường, á má tá bá bốn đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, ma đô hai trường âm thông thường, mách trường âm nhấn, chú đoạn âm, nô trường âm thông thường, bá đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Áp pa pa đằng pa ma đô mách chu nô pa đằng
Con xin phân tích câu 3, câu 4. Áp trường âm nhấn, phá đoạn âm, mát trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, ná đoạn âm, ni trường âm thông thường, dân trường âm nhấn, tí đoạn âm, dê trường âm thông thường, tá đoạn âm, mát trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, giá đoạn âm, tha trường âm thông thường, má đoạn âm, ta trường âm thông thường. Appamatta nami yanti ye tamatta yathamatta. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 21. Appamado amata padang pamado macchuno padang. Appamatta nami yanti ye tamatta yathamatta. Appamado amata padang pamado macchuno padang. Appamatta nami yanti ye pamatta yathamatta. Không phóng dật đường sống, phóng dật là đường chết. Không phóng dật, không chết. Phóng dật như chết rồi. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ Ngài Chư Đức cùng Chư Tôn Đức và Quý Vô Tư Hữu cùng Quý Vị Đạo Hữu. Con xin đọc câu kinh pháp cú số 21 ạ. Appamado appamatta dang pamado macchuno padang appamatta nami yanti ye pamatta yathamatta. Appamado amata padang pamado macchuno padang appamatta nami yanti ye pamatta yathamatta. Con xin phân tích câu 1, câu 2 ạ. Appamado amata padang pamado macchuno padang. Áp là trường âm nhấn, pá là đoạn âm, ma đô là hai trường âm thông thường, áp, má, tá, pá là bốn đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Pá là đoạn âm, ma là trường âm thường, đô là... ma đô là trường âm thông thường, mắc là trường âm nhấn, chú là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, pá là đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Còn lại câu 1, câu 2 và phân tích câu 3, câu 4. Pa ma đằng, pa ma đô, ma chu nô, pa đằng. Pa ma ta na mi dằn, ti dê, pa ma ta gia tha ma ta. Áp là trường âm nhấn, pá là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, mi trường âm thông thường, gian là trường âm nhấn, tí là đoạn, dê là trường âm thông thường, pá là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, má là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Dạ, con xin đọc lại cả bài. Áp pa ma do amata pa dang pa ma no pa dang appa matta nami yanti ye pa matta yatha matta. Appa ma do amata pa dang pa ma do matto pa dang appa matta nami yanti ye pa matta yatha matta. Không phóng dật đường sống, phóng dật là không phóng dật, không chết, phóng dật như chết rồi. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Con xin kể. Appamado appatamadang. Con xin sám hối. Appamado amatapadang pamado macchuno padang.
Appamatta nami janti ye pamatta yathamatta. Dạ, con đã đọc và kể xong. Con có sai, con xin ngài và quý đạo hữu sửa cho kinh xuống mic ạ. Mời bạn kế tiếp ạ. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức. Con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Kinh Pháp Cú số 21. Appamado amattapadang pamado macchuno padang appamata ta nami yan ti ye amatta yatha matta appamado amatta padang pamado macchuno padang appamatta nami yan ti ye amatta yatha matta. App là trường âm nhấn, bá đoạn âm, ma đô hai trường âm thông thường, a ma ta ba bốn đoạn âm, đằng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, ma đô hai trường âm thông thường, mắt trường âm nhấn, chú đoạn âm, nô trường âm thông thường, bá đoạn âm, đằng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ba ma đồ amata ba đằng ba ma đồ mắt chu nô ba đằng áp ba mắt ta nami nami dành ti về ba mắt ta ya mắt ta áp trường âm nhấn ba đoạn âm mắt trường âm nhấn ta trường âm thông thường nát đoạn âm mi trường âm thông thường danh trường âm nhấn tí đoạn âm, dê trường âm thông thường, tá đoạn âm, mát trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, giá đoạn âm, tha trường âm thông thường, má đoạn âm, ta trường âm thông thường. Mình xin đọc lại. Áp ba ma đồ, amata ba đằng, ba ma đồ, mát chú nô ba đằng, áp ba mát ta mi yam ti ye ba mắt ta ya tha mắt ta áp ba ma đồ amata ba đằng ba ma đồ mắt chu nô ba đằng áp ba mắt ta na mi yam ti ye ba mắt ta ya tha mắt ta áp ba ma đồ amata ba đằng ba ma đồ mắt chu nô ba đằng áp ba mắt ta nami yan ti ye ba mát ta yát tha mát ta. Không phóng dật đường sống, phóng dật là đường chết, không phóng dật không chết, phóng dật như chết rồi, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong, xin xuống mic ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, Sư Tuệ Đức. Con kính lễ các quý cô tu nữ. Kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cảm ơn các bạn đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc câu pháp cú phẩm số Appamado amattappa dang pamado macchuno padang appamatta nami yanti ye pamatta yathamatta appamado amattappa dang pamado macchuno padang appamatta nami yanti ye pamatta yathamatta. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ấp là trường âm nhấn, tá đoạn âm, ma đô hai trường âm thông thường, á má tá tá bốn đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá đoạn âm, ma đô hai trường âm thông thường, mắt trường âm nhấn, chú
đoạn âm, nô trường âm thông thường, pa đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ấp pa ma đồ amata pa đằng pa ma đồ mắt chu nô pa đằng. Dạ, con xin phân tích câu 3 và câu 4. Ấp pa mắt pa na mi yam ti ye pa mắt pa ya tha mắt pa. Ấp là trường âm nhấn, pa là đoạn âm, mắt trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, ná đoạn âm, ni trường âm thông thường, gian trường âm nhấn, tí đoạn âm, dê trường âm thông thường, tá đoạn âm, mắt trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, giá đoạn âm, ta trường âm thông thường, mát đoạn âm, ta trường âm thông thường, ấp pa mát ta na mi giàn ti dê pa mát ta ya tha ma ta. Dạ, con xin đọc lại chọn câu. Appa ma do amata pa đằng pa ma do mắt chu no pa đằng appa mat ta na mi yan ti ye pa mat ta ya tha mat ta. Không phóng dật đường sống, phóng dật là đường chết. Không phóng dật không chết, phóng dật như chết rồi. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin đọc kệ ạ. Appa ma do amata pa đằng pa ma do man chu no pa đằng appa matta na mi yan ti ye pa matta ya tha matta appa ma do amata pa đằng pa ma do man chu no pa đằng appa matta na mi yan ti ye pa mata ya tha mata. Dạ, con đã phân tích đọc kệ xong. Thưa, cái gì sai nhờ sư Trí Đức và toàn thể đạo tràng chỉnh sửa giùm con. Dạ, con xin cảm ơn chị Quỳnh đã post bài, cảm ơn toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin xuống mic ạ, xin nhường cho vị kế tiếp. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam Mô Tham Ma Ya, Nam Mô Sang Kha Ya. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Tuệ Đức, Sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ Cô Tu Nữ Phúc Hạnh, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, và con xin chào đạo tràng. Con xin đọc kệ ngôn Pháp Cú số 21. Appa ma do amata padang pa ma do mat chu no padang appa matta na mi yan ti ye pa matta yatha matta appa ma do appa ma do amata padang pa ma do mat chu no padang appa mat ta na mi yan chi ye pa mat ta ya tha mat ta. Dạ, con xin phân tích câu 1, câu 2. Áp pa ma do áp mat ta pa đằng pa ma do mat chu no pa đằng. Áp trường âm nhấn, phá đoạn âm, ma do hai trường âm thông thường, á ma ta pa bốn đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phá đoạn âm, ma đô hai trường âm thông thường, mắt trường âm nhấn, chú đoạn âm, nô trường âm thông thường, phá đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin đọc lại và phân tích câu 3, câu 4. Ấp ma đồ áp mắt ta phát đằng phát ma đồ mắt chút nổ phát đằng áp phát mắt ta na mi dành chi dây phát mắt ta giác thà mắt ta áp phát mắt ta na mi dành chi dây phát mắt ta giác thà mắt ta áp trường âm nhấn phá đoạn âm mắt trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, ná đoạn âm, mi trường âm thông thường,
danh trường âm nhấn, tí đoạn âm, dê trường âm thông thường, phá đoạn âm, mắt trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, giá đoạn âm, tha trường âm thông thường, má đoạn âm, ta trường âm thông thường. Dạ, con xin đọc lại. Appa ma do amata padang pa ma do macchu no padang appa matta nami yanti ye pa matta yatha matta. Appa ma do amata padang pa ma do macchu no padang appa matta nami yanti ye pa matta yatha matta. Không phóng dật đường sống, phóng dật là đường chết. Không phóng dật không chết, phóng dật như chết rồi. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Dạ, con kính tri ân siêu trí đức và con kính cảm ơn đạo tràng. Con mời đạo hữu kế tiếp, đạo hữu Trần Phụng. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, xe thố, xe thố. Cảm ơn quân An Trần. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trì Đức. Con kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức. Con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin được đọc câu Pháp Cú số 21. Appa ma do amata ba đằng ba ma do macchu no ba đằng appa matta nami yanti ye ba matta yatha matta appa ma do amata ba đằng ba ma do macchu no ba đằng appa matta nami yanti ye ba matta yatha matta appa ma do amata ba đằng ba ma do macchu ba đằng macchu no ba đằng appa matta nami yanti ye ba mắt tài gia thà mắt tài. Con xin phân tích. Áp là trường âm nhấn, bá đoạn âm, ma trường âm thông, ma đô là hai trường âm thông thường, a ma tá bá bốn đoạn âm, đang là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, bá đoạn âm, ma trường âm, ma đô là hai trường âm thông thường, mắt là trường âm nhấn, chú đoạn âm, nô trường âm thông thường, bá đoạn âm, đăng trường âm đọc theo dạng nguyên âm, áp là trường âm nhấn, bá đoạn âm, mắt trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, ná đoạn âm, mi trường âm thông thường, danh trường âm nhấn, tí đoạn âm, dê trường âm thông thường, bá đoạn âm, mắt trường âm nhấn, ta trường âm thường, giá đoạn âm, tha trường âm thông thường, má đoạn âm, ta trường âm thông thường. Ác ba ma đồ amata ba đằng ba ma đồ mắt chu nô ba đằng appamatta nami yanti ye bamatta yatha matta. Không phóng dật đường sống, phóng dật là đường chết. Không phóng dật không chết, phóng dật như chết rồi. Và đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đọc và phân tích xong. Dạ, con có sai, xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa cho con. Dạ, con xin dâng biết lại và đạo tràng. Thank you.
Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ quý sư và quý cô tu nữ, và con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 21. Appamado amattapadang pamado macchuno padang appamatta nami yanti ye pamatta yatha matta. Con xin phân tích câu 1 và 2. Appamado amattapadang pamado macchuno padang app trường âm nhấn phá đoạn âm ma trường âm thông thường, đô trường âm thông thường, á má tá bá và bốn đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, ma đô hai trường âm thông thường, mát trường âm nhấn, chú đoạn âm, nô trường âm thông thường, bá đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, áp bá ma đô á má tá bá đăng, bá ma đô mát chú nô bá đăng. Câu 3 và 4. Appamatta nami yanti ye pamatta yatha matta. Áp trường âm nhấn phá đoạn âm. Mát trường âm nhấn. Ta trường âm thông thường, ná đoạn âm. Mi trường âm thông thường, yan trường âm nhấn tí đoạn âm. Ye trường âm thông thường, phá đoạn âm. Mát trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, giá đoạn âm, tha trường âm thông thường, má đoạn âm, ta trường âm thông thường. Con đọc lại bốn câu. Appamado appamattapadang pamado macchuno padang appamatta nami yanti ye pamatta yatha matta. Không phóng dật đường sống, phóng dật là đường chết, không phóng dật không chết, phóng dật như chết rồi, của hòa thượng Thích Minh Châu. Con xin phép kệ. Appamado amattapadang pamado macchuno padang appamatta nami yanti ye pamatta yatha matta. Dạ, con kính tri ân quý sư và quý cô tư nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức. Con thành kính đảnh lễ sư phụ Pháp Trang. Con thành kính đảnh lễ đại đức Tự Đức. Kính lễ chư tôn đức Tăng trong đạo tràng. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Kính chào đạo tràng ạ. Sau đây con xin đọc câu pháp cú 21 ạ. Appamado amattapadang pamado macchuno padang appamatta nami yanti ye pamatta yatha matta. Appamado amattapadang pamado macchuno padang. Áp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ma đô là hai trường âm thông thường, á má tá bá là bốn đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, ma đô là hai trường âm thông thường, mát là trường âm nhấn, chú là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, đăng nô là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Appamado amattapadang pamado macchuno padang. Câu 3 và câu 4 ạ. Appamatta nami yanti ye pamatta yatha matta. App là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, mi là trường âm thông thường, danh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, dê là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, dách là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, má là đoạn âm, ta là trường âm thông thường.
appamatta nami yanti appamatta nami yanti ye appamatta nami yanti ye appamatta yathamatta appamado appatappadang appamado machuno padang appamatta nami yanti ye appamatta yathamatta appamado amatappadang appamado machuno padang appamatta nami yanti ye appamatta yathamatta. Không phóng dật đường sống, phóng dật là đường chết. Không phóng dật không chết, phóng dật như chết rồi. Đó là bản dịch của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Abhamado amata padang bhamadano machuno padang abhamata nami yanti ye bhamata yatham mata. Dạ con xin xuống mít có sai chỗ nào xin ngài chỉnh sửa ạ. Xin mời vị tiếp theo. Nam mô Bụt Tha, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha, và con kính ảnh lễ ngài Trí Đức, con kính ảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, con kính chào các cô tu nữ và đạo tràng. Con xin trả lời. Appamado appa appa ta ba đằng ba ma đồ ma chú nô ba đằng appa ma ta na mi yam ti ye ba ma ta ya tha ma. Appamado ama tapadang bamado machu no badang app trường âm nhấn ba đoạn âm ma đô hai trường âm thông thường á má hai đoạn á má ta ba là bốn đoạn âm đăng trường âm đọc theo dạng nguyên âm ba đoạn âm ma đô trường âm thông thường mắt chữ âm nhấn chú đoạn âm đô trường âm thông thường ba đoạn âm đăng trường âm đọc theo dạng nguyên âm a ba ma đô a ma ta ba đăng ba ma đô ma chú nô ba đằng áp trường âm nhấn ba đoạn âm ma trường âm nhấn ta trường âm thông thường ná đoạn âm ni trường âm thông thường gian trường âm nhấn tí đoạn âm dê trường âm thông thường bá đoạn âm ma trường âm nhấn ta trường âm thông thường giáp giá đoạn âm tha trường âm thông thường má đoạn âm ta trường âm thông thường appamatta nami yanti ye appamatta yatha mada ta appamado amatta badang appamado ma chu no badang appamatta nami yanti ye appamatta yatha mata. Dạ con xin được không? Ap ma ba đồ ap ma ta ba đằng ba ma đồ ma chu no ba đằng ap ta ma ta ni yam ti ye ap ta ma ta ya tha ma da ma ta. Không phóng dật, đường sống phóng dật là đường chết. Không phóng dật không chết, phóng dật như chết rồi. Bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Appamado amatta padang bamado ma mat chuno padang appamatta nami yan ti ye appamatta yathamatta. Dạ, con có sai xin ngài đạo trưởng chỉnh sửa và con xin trao mắt.
Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Và con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức và kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, kính đảnh lễ Sư Tuệ Đức và kính đảnh lễ Cô Tư Nữ Phúc Hạnh. Và kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Các Tăng hiện diện trong đạo tràng. Và con kính quý bà, kính cô tu nữ và kính chào toàn thể đại tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 21. Appamado amatabadang bamado machuno badang appamatta namiyan tiye bamatta yatha mata appamado amatabadang bamado machuno badang appamatta na nami yan tiye bamatta yatha mata. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Appamado amatabadang ba ma đồ mạch chu nổ ba đằng. Áp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ma đô là hai trường âm thông thường, á má tá bá là bốn đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, ma đô là hai trường âm thông thường, mạch là trường âm nhấn, chú là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu 3 và câu 4. Appamatta namiyan tiye bamatta yatha mata. App là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, mi là trường âm thông thường, gian là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, dê là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, má là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Con xin đọc lại toàn bài. Appamado amatabadang bamado machuno badang appamatta nami namiyan tiye bamatta yatha mata. Không phóng dật đường sống, phóng dật là đường chết, không phóng dật, không chết, phóng dật như chết rồi. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc bài xong, dạ con có sai thì mong Ngài Trí Đức và Đạo Tràng sửa cho con. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh và con kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Con kính chào đạo tràng và cảm ơn đạo tràng đã cho mình từ biết âm thanh rõ. Cảm ơn Sư Nhật Quỳnh, cảm ơn Sư Nita, cảm ơn Sư Kim Dung và cảm ơn Thiền Vũ. Và con xin đọc bài, cả bà đọc và phân tích câu pháp cú hôm nay là số 21. Appadan. Và cảm ơn Văn Thành. Appamado amatapadang pada pamado machuno padang appamatta nami yanti ye pamatta yatha mata. Appamado amatapadang pamado machuno padang appamatta
ta na mi yan ti ye ba mat ta ya tha ba mat ta. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Appamado amata padang pamado macchuno padang. Dạ, câu số 1. Ap là trường âm nhấn, ba là đoạn âm, ma đô là hai trường âm thông thường. Á, má, tá, bá là bốn đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 2, bá là đoạn âm, ma là ma đô là hai trường âm thông thường, mắt là trường âm nhấn, chú là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, câu số không phân tích câu số 3 và câu số 4. Appamatta nami yanti ye pamatta yatha mata. Dạ, câu số 3. App là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, mat là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, mi là trường âm thông thường, danh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm. Và câu số 4, dê là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, má là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Và con đọc lại 4 câu. Appamado amata padang pamado macchuno padang appamatta nami yanti ye pamatta yatha mata. Appamado amata padang pamado macchuno padang appamatta nami yanti ye pamatta yatha mata. Dạ, con xin kệ. Appamado amata padang pamado macchuno padang appamatta nami yanti ye appamatta yathamata. Không phóng dật đường sống, phóng dật là đường chết. Không phóng dật không chết, phóng dật như chết rồi. Đó là bản dịch chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con đã phân tích và đọc xong. Con có sai, mong Ngài và Đạo Tràng chỉnh sửa lại giùm con. Và cảm ơn Sis Nhật Quỳnh đã post bài và cảm ơn Đạo Tràng thật nhiều. Và bây giờ điểm từ xin mời bàn tay của dân Nhật Hà. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, Sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể Đạo Tràng. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú số 21 ngày hôm nay. Appamado amatapadang bamado macchuno badang appamat ta nam mi yan ti ye ba mat ta ya tha ma ta appa ma do amata padang ba ma do macchuno padang appa mat ta nam mi yan ti ye ba mat ta ya tha ma ta. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. App là trường âm nhấn, ba là đoạn âm, ma do là hai trường âm thông thường. Á, má, tá, bá là bốn đoạn âm. Đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bá là đoạn âm. Ma, đô là hai trường âm thông thường. Mắt là trường âm nhấn. Chú là đoạn âm. Nô là trường âm thông thường. Bá là đoạn âm. Đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Appamado amatapadang bamado macchuno padang. Và câu số 3 và câu số 4. Appamatta nami yanti ye bamatta yathamata. App
là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, mi là trường âm thông thường, danh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, dê là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, má là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Appamatta nami yanti ye bamatta yathamata. Dạ con xin đọc lại ạ. Appamado amata badang bamado matchuno badang appamatta nami yanti ye bamatta yathamata. Không phóng dật đường sống, phóng dật là đường chết. Không phóng dật không chết, phóng dật như chết rồi, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Appamado amata badang bamado machuno badang appamata namiyanti ye pamata yatha mata. Appamado amata padang bamado machuno badang appamata namiyanti ye pamata yatha mata. Dạ con đã đọc xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm con. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ con xin mời cô Nhật Huỳnh ạ. Dạ sa thú kính cảm ơn Minh Giang Nhật Hà. Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Thầm Mà Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ Nhật Bình cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chi Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Bình kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Bình kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ cảm ơn quý vị cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ con không biết Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức có trước máy không ạ? Dạ quý sư có trước máy cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ có Đại Đức Tuệ Đức có trước máy. Dạ con thỉnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chúng con ông bài pháp cú kinh số 21 ạ. Con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Trích Đức. Con kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn bài câu kinh Pháp Cú số 21. Appamado amata badang bamado machuno badang appamatta namiyanti ye bamatta yathamatta. Không phóng dật đường chết, không phóng dật đường sống, phóng dật là đường chết. Không phóng dật không chết, phóng dật như chết rồi, là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin kệ. Appamado amata badang bamado machuno badang appamatta namiyanti ye bamatta yathamatta. Dạ con xin thỉnh Đại Đức Pháp Trang ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Xin chào
Đại Đức, chính là chào tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Con được xin được đọc câu hóp cú số 21. Và nãy giờ ở bên ngoài ra vừa nghe cô Du Quỳnh mời, nhưng mà cũng có công việc bên ngoài, rồi mới nghe sư Đại Đức rồi xong rồi chúng tôi cũng mới chạy vào. Bây giờ chúng tôi xin được đọc câu pháp cú số 21. Appamado amatapadang pamado macchuno padang appamatta namiyanti ye pamatta yathamatta appamado amatapadang pamado macchuno padang appamatta namiyanti ye pamatta yathamatta appamado amatapadang pamado macchuno padang appamatta namiyanti ye pamatta yathamatta. Không phóng dật đường sống, phóng dật là đường chết, không phóng dật không chết, phóng dật như chết rồi. Là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bây giờ chúng tôi có công việc chút xíu, một phút hai giây. Dạ, xa thủ đành thai. Dạ. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân Đại Đức Pháp Tràng và Đại Đức đã cùng chúng ta con ông bài. Và cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Bữa nay Đại Đức Pháp Tràng bị Đại Đức bắt cóc rồi, chứ không ấy là trốn mất tiêu. Dạ, Nam Mô Bụt Thà. Dạ, cha con vị nào có ông bài nữa không quý vị? Dạ, còn vị nào chưa ông bài thì xin đưa bàn tay lên ạ. Nhật Quỳnh có lúc lặng nên Nhật Quỳnh không biết vị nào đã ôn bài và chưa ôn bài. Vị nào chưa ôn bài thì đưa bàn tay. Dạ, trong khi chờ đợi, dạ con xin được trả bài ạ. Con xin được trả bài số 21. Thích Tâm Men, ôn bài chưa Thích Tâm Men ơi? Chưa thì ôn bài nha, để Nhật Quỳnh trả bài rồi lỡ mà ngày xuất hiện ra Nhật Quỳnh là mất quyền lợi nha. Rồi, mời Tâm Men nha. Alo, dạ con xin hỏi quý vị có nghe được âm thanh con? Dạ, con cảm ơn. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ chư tăng, đảnh lễ quý cô tu nữ. Dạ, con xin kính chào tất cả các đạo hữu trong lớp. Con xin phép được đọc câu kinh Pú Số 21. Appamado amatapadang bamado macchuno badang appamatta namiyanti ye bamatta yathamatta. Bản dịch của con xin đọc bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Không phóng dật đường sống, phóng dật là đường chết, không phóng dật không chết, phóng dật như chết rồi. Dạ, con xin xuống mic, xin mời cô Nhật Quỳnh, tại cũng hết giờ rồi. Dạ, xa thủ, kính cảm ơn Sư Đà Man. Dạ, con không biết ngài có trở lại đạo tràng chưa bạch ngài. Dạ, cảm ơn thiện vụ chị Metta, Đờ Men và Quang Thanh, Kim Dung cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con không biết ngài đã trở lại đạo tràng chưa. Con thấy đồng hồ con còn có mấy phút nữa là 6 giờ rồi. Nhưng mà ngài chưa xuất hiện thì con xin phép được trả bài ạ. Và còn vị nào thì cứ đưa bàn tay lên nha quý vị. Appamado amatapadang bamado macchuno padang appamatta namiyanti ye pamatta yathamatta.
Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ấp trường âm nhấn, bá đoạn âm, mà đồ hai trường âm thông thường. A, ma, ta, bá, bốn đoạn âm, đằng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bá, đoạn âm, ma, đồ hai trường âm thông thường, mắt, trường âm nhấn, chú đoạn âm, nô trường âm thông thường, bá đoạn âm, đằng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ấp ma đồ amatap bát đằng ba ma đồ mắt chu nô bát đằng. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Ấp trường âm nhấn, bá đoạn âm, mắt trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, ná đoạn âm, mi trường âm thông thường, danh trường âm nhấn, tí đoạn âm, dê trường âm thông thường, bá đoạn âm, mắt trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, giá đoạn âm, tha trường âm thông thường, má đoạn âm, ta trường âm thông thường. Ấp ba mát ta na mì dàn đi về ba mát ta giá thà mát ta. Ấp ba mà đờ a mát ta bát đằng ba mà đờ mắt chú nờ bát đằng. Ấp ba mát ta na mì dàn đi về ba mát ta giá thà mát ta. Không phóng vật đường sống, phóng vật là đường chết. Không phóng vật không chết, phóng vật như chết rồi. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Abhamado amatabadang Abhamado mat chuno badang Abhamata namai yanti ye bhamata yathamata. Và con đã đọc và phân tích, nếu có sai con cung thỉnh Ngài và đạo tràng chỉ dạy cho con. Và con kính dâng mít đến Ngài ạ. Sà thù, hôm nay rất là tuyệt vời. Có Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức nè, tham gia và làm cho đạo tràng có vẻ sinh động ha, hoan hỷ. Bài hôm nay tương đối cũng dễ mà cũng khó, nhưng mà sự nhiệt tình của quý vị, nhất là đối với chư tăng tham gia rồi cô tu nữ phúc hạnh nữa, rất là hoan hỷ. Rồi bây giờ chúng ta đi vào duyên sự ha, đi vào phân tích từ vựng của cái phẩm không sao lãng, hay là cái phẩm không dễ vui, ấp và ma đá quốc gá. Câu đầu tiên, ấp và ma đô ám át tạp bát đăng. Câu đầu tiên chúng ta có hai từ, ấp và ma đô. Ở đây chúng ta thấy tiếp đầu ngữ á ở phía trước có nghĩa là không. Ấp ma đô do cái từ bá, ba ma đá, nó là một danh từ nam tính, a karan tháp cung linh gá. Ba ma đá có nghĩa là không phóng vật, nhưng mà đây nó đứng làm chủ từ số ít. Bà tham ma nghe có quá chá ná quỳ phá tí, cho nên ba ma đá biến thành ba ma đồ. Ba ma đồ là sự không sao lãng, sự không phóng vật. Ba ma đồ, sự không sao lãng, sự không phóng dật. Rồi từ amata ba đằng, amata ba đằng, cái từ amata đây là một danh từ trung tính, a karanta napum sakalinga. Amata có nghĩa là sự không chết. Chúng ta thấy tiếp đầu ngữ á ở phía trước có nghĩa là không. Mata đây là một cái dạng quá khứ phân từ, đã chết. Vậy thì amata có nghĩa là không chết. Rồi chữ bát đăng do cái từ bát đá. Bát đá là một danh từ trung tính, akaran tanapum sakalinga. Bát đá ở đây có nghĩa là trạng thái ha, cũng có nghĩa là đạo lộ. Amata ba đăng, chữ ba đá ở đây được chia theo đối cách số ít ha, đối tỷ giao vì phát tiếng e câu quá trình á, cho nên ba đá biến thành ba đăng.
Amitabha Đằng là đạo lộ bất tử, hay là trạng thái không chết. Trạng thái không chết hay là đạo lộ bất tử, con đường bất tử. Mà con đường bất tử ở đây là ám chỉ về Niết Bàn. Appamado Amitabha Đằng, sự không sao lãng là đạo lộ bất tử. Sự không sao lãng là đạo lộ bất tử. Đó là ý nghĩa câu thứ nhất. Rồi bây giờ chúng ta qua câu số 2 ha. Câu số 2: Bamado Machuno Badang. Câu số 2 có 3 từ: Bamado Machuno Badang. Bamado do cái từ Bamada là sự sao lãng, sự phóng dật. Sự sao lãng. À, sư Trần Phụng không nghe được ha. Không nghe được chạy ra ngoài rồi vô lại ha. Sư Trần Phụng. Rồi, Bamado là sự sao lãng, sự phóng dật, nó giống như ở trên ha. Machuno, Machuno do cái từ Machu. Machu nó là một danh từ nam tính. Ukarantapumlinga. Machu ở đây được chia theo sở hữu cách số ít. Chathi, quỷ phát tí, e ca qua chẳng ha. Trên này Machu biến thành Machuno. Machuno là của sự chết, đưa đến sự chết. Của sự chết, đưa đến sự chết. Rồi, từ cuối cùng là Ba Đăng. Ba Đăng do cái từ Ba Đá. Ba Đá là một danh từ trung tính. Akrantanapumsakalinga. Và Ba Đá được chia theo đối cách số ít. Dutiya Vipatiye Kavachana. Cho nên Ba Đá biến thành Ba Đăng. Ba Đăng là con đường. Vậy thì Bamado Machuno Badang, sự sao lãng là con đường đưa đến sự chết. Thì sao lãng hay là sự phóng dật là con đường đưa đến sự chết. Rồi, câu số 3. Appamatta nami yanti. Appamatta nami yanti. Câu số 3 có 3 từ. Appamatta là 1, na là 2, mi yanti là 3. Appamatta. À, chữ á phía trước có nghĩa là không. Appamatta là việc sao lãng, sự biến nhát người đến. Chúng ta thấy tiếp đường ngữ ba là nó nhấn mạnh cho cái căn ngữ mắt, à, có nghĩa là đam mê, ghiền, nghiện. Appamatta ở đây nó đứng làm chủ từ số nhiều ha. Bathama bahuvachana vipatti. Những người không sao lãng, appamatta. Những người không sao lãng. Rồi, chữ na có nghĩa là không. Mi danh tí. Mi danh tí. Mi danh tí có nơi người ta viết là miêu ha. Chữ mi này, chữ mi ngắn này, có chỗ người ta viết là miêu danh tí ha. Nhưng mà do cái căn ngữ mát, dù viết thế nào thì ý nghĩa nó cũng có nghĩa là chết. Đây là một động từ số nhiều ha. À, mi danh tí là chết. Vậy thì câu số 3, Appamatta nami yanti. Những người không sao lãng
không chết, những người không phong dật không chết. Rồi câu cuối cùng. Ye ba mát ta yat ha mát ta, bốn từ. Ye là một, ba mát ta là hai, yat ha là ba, mát ta là bốn. Ye do cái đệ từ giá, đây là một đệ từ quan hệ nam tính số nhiều, và giá ở đây được ứng làm chủ từ số nhiều. Vathama bahu vachana vipati, trên này giá biến thành ye. Những ai, những người nào, những ai, những người nào ba mặt tà sao lãng phóng dật, những người nào sao lãng phóng dật, rồi chữ yatha, yatha giống như, ví như, giống như, ví như, nó là một dạng từ quan hệ. Rồi giống như, ví như, mata, mata do cái căn ngữ mat, đây là một cái dạng quá khứ phân từ nam tính mà đã đứng làm chủ từ số nhiều. Vathama bahu vachana vipati, đã chết, đã chết. Ye bhamatta yatha mata, những ai phóng dật giống như những người đã chết. À, cái căn ngữ mát, mát là chữ R chứ không phải là chữ T ha. Căn ngữ mát. Câu Phật ngôn 21 cho chúng ta ý nghĩa. Sự không sao lãng là đạo lộ bất tử, sự sao lãng là con đường đưa đến sự chết. Những người không sao lãng không chết, những ai sao lãng giống như những người đã chết rồi. Sự không sao lãng là đạo lộ bất tử, sự sao lãng là con đường đưa đến sự chết. Những người không sao lãng không chết, những ai sao lãng giống như người đã chết rồi. À, Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: con đường phóng dật nguy nan, con đường tỉnh thức vinh quang đời đời, buông lung là kẻ chết rồi, pháp màu bất tử đợi người cần chuyên. Con đường phóng dật nguy nan, con đường tỉnh thức vinh quang đời đời, buông lung là kẻ chết rồi, pháp màu bất tử đợi người cần chuyên. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu: không phóng dật đường sống, phóng dật là đường chết. Không phóng dật đường, không phóng dật không chết, phóng dật như chết rồi. Không phóng dật đường sống, phóng dật là đường chết. Không phóng dật không chết, phóng dật như chết rồi. À, trong vấn đề từ vựng, quý vị thấy có chỗ nào rắc rối? À, chúng ta học và hỏi ha, chỗ nào thắc mắc là cứ đưa tay, đừng có ngại. Chỗ nào bí chúng ta học tiếp. Alo, quý vị thấy chỗ nào rắc rối thì cứ mạnh dạn. À, tới đâu là sau đó, chứ không phải là qua cái phần khác rồi thắc mắc là hỏi thì nó mất thời gian ha. Quý vị quan hệ. Câu Phật ngôn 21. Chúng ta tìm hiểu về xuất xứ hả? À, bởi vì câu Phật ngôn 21, 22 và 23 được Đức Phật thuyết ra khi Ngài ngự tại chùa Kositarama. Kositarama dịch là Lôi Âm Tự, ở gần thành Kosambi.
Ngài đã đề cập đến cái chết của Hoàng hậu Samavati cùng với 500 phi tần của cô, và cái chết của Thứ hậu Magandhiya luôn cả 500 cung nữ quyến thuộc bà con của cô ta. Và đây là nguyên nhân trong thời quá khứ nơi quốc độ Anlakappa có một vị quốc vương cũng lấy tên là Anlakappa. Chữ Anlakappa quý vị viết sao đây? Bây giờ quý vị viết cái tên này coi sao cho nó đúng đi, để rồi quý vị nhớ chứ. Học câu Phật ngôn 21 mà cái tên của cái vị vua Anlakappa thì quý vị viết sao cho đúng nè. Alo alo. Anlakappa rồi, Sa Tu Sĩ Kim Nhung. Anlakappa đó là quốc độ mà cũng là tên của vị vua ha, tên là Anlakappa. Rồi tiếp theo nữa cũng có một cái vị vua thứ hai tên là Vettadipaka. Vettadipaka, chúng ta thấy hai ông vua này bây giờ phải biết tên của hai ông vua này. Một ông vua ở quốc độ Anlakappa thì lấy cái tên là ông vua Anlakappa, còn ông vua thứ hai ở quốc độ Vettadipaka thì ông vua này cũng lấy tên là Vettadipaka. Vậy thì ông vua thứ hai Vettadipaka viết sao đây bà con? Vettadipaka, qua Sĩ Kim hay ha. Rồi Sĩ Kim Nhung cũng hay nữa. Quynh Giang Nhật Hà cũng chính xác. Sĩ Hồng Mai sai rồi nghe. Vettadipaka trong vở Vettadipaka. Rồi đây là hai ông vua mà cũng là hai người bạn rất là thâm giao ha. Hai người kết nghĩa kim bằng từ lúc rất là nhỏ, từng sống chung rồi học chung nghề nghiệp một ông thầy. Rồi khi mà phụ vương của mỗi vị vua này băng hà, ai về nước đó để nối ngôi thiên tử, thống lãnh giang sang tiểu quốc của chính mình. Tuy nhiên hai vị tân vương thỉnh thoảng gặp nhau, rồi sánh vai nhau đi đứng nằm ngồi rất là thân mật. Một hôm khi mà luận đàm về thế sự, nhìn thấy dân gian mới sanh rồi đã già rồi đưa đến sự chết, trong cái sự vô thường đó thì hai người bạn trí kỷ mới than rằng quỳnh tiền di lộ bất đắc tương tùy, hơi thở dứt đi thì thân này cũng bỏ, cơ đồ sự nghiệp quyến thuộc gia đình chung quy cũng là một áo mộng mà thôi. Khi mà suy nghĩ về thế sự như vậy thì hai vị vua này cùng có một tâm trạng bi quan ha. Bi quan. Trời ơi, có chuyện hay vậy mà quá Superman bỏ của chạy lấy người ha. Nghe nói tới sự chết là sợ bỏ chạy rồi, chán quá đi. Cho nên hai vị vua này khi thấy thế sự thăng trầm, dịch bệnh chết chóc tới nơi rồi, cái chán quá mới có ý nghĩ là hãy xuất gia tu hành. Rồi hai nhà vua phú thác Sơn Hà Xã Tắc cho thái tử cùng nhau xuất gia tu làm đạo sĩ, vào ẩn tu ở trong Hy Mã Lạc Sơn. Ở chung nơi này, hai người bạn đạo mới bảo nhau: chúng ta đã từ bỏ vương quyền đế vị,
để hy cầu đắc đạo nhập thánh siêu phàm. Chẳng lẽ không có tự túc cánh sinh mà còn lưu luyến ở chung với nhau, khác nhau nào như lúc xưa chúng ta còn ở thế? Thôi thì chúng ta nên ở riêng, mỗi người một phía. Bạn ở núi bên kia, tôi ở núi bên này. Mỗi kỳ nửa tháng đến cái ngày phát lồ, tức là cái ngày sám hối, thì chúng ta hội họp nhau một lần mà thôi. Rồi hai đạo sĩ đồng ý với nhau. Như thế thì chúng ta cũng còn mong mỏi đến cái ngày tương hội. Tốt hơn hết là đến ngày đó. Bạn nổi lửa bên kia núi, tôi nổi lửa bên này núi. Bằng cách đó chúng ta thông tin với nhau cho biết rằng mình còn sống. Tức là thấy lửa, tức là biết còn sống. Mà lửa không đốt lên thì đã đi đoàn tụ với ông bà rồi. Thế là hai người đạo sĩ chia tay giữ đúng lời giao ước. Một thời gian sau, đạo sĩ Quét Thác đi bắt cá chết. Thọ sanh làm một cái vị thiên vương, có nhiều thần lực. Rồi đến kỳ phát lồ nửa tháng, không thấy khóa lửa phía bên kia núi. Vì đạo sĩ còn sống biết rằng bạn của chúng ta đã đi đoàn tụ rồi. Còn vị chư thiên sau khi hóa sanh, ngắm xem cái thân hình đổi mới của mình, cao sang, lộng lẫy, mới tìm hiểu cái duyên nghiệp đã làm cho cái quả phước phát sanh lên hiện tại như thế nào. Thì được biết rằng do nhờ xuất gia tu hành, rồi vì đó tính nhẩm rằng ta hãy xuống thăm bạn của ta như thế nào. Rồi xóa bỏ hình dáng của chư thiên, vì đó biến thành một vị khách lữ hành, đến đảnh lễ vị đạo sĩ và đứng qua một bên. Thấy người lạ, vị đạo sĩ mới hỏi: đạo hữu ở đâu lại đây? Bạch ngài, tôi là khách lữ hành ở tận một phương trời xa. Bạch ngài cho phép tôi hỏi thăm, nơi đây có ai khác nữa ở chung với ngài không? Có, ta có một người bạn. Ồ, vậy thì người ấy ở đâu? Người đó đã sống bên kia núi. Hôm nay đến kỳ phát lồ nửa tháng mà không thấy nổ lửa, chắc có lẽ cái vị đó đã chết rồi. Bạch ngài, đúng là như vậy. Ồ, đạo hữu là ai mà biết chắc như vậy? Bạch ngài, vị ấy chính là tôi đây. Ồ, đạo hữu sanh về cảnh giới nào? Tôi sanh lên cõi trời, là một vị thiên vương có nhiều thần lực. Nay vì muốn thăm bạn cũ cho nên trở lại xuống đây. Bạch ngài, ở nơi đây ngài có gặp điều gì trở ngại, khó khăn, phiền phức trong sự tu tập hay không? Thưa đạo hữu, có. Tôi bị mấy con voi thường đến đây quấy phá. Bạch ngài, chẳng hay mấy con voi ấy quấy nhiễu ngài bằng cách như thế nào? Ồ, cái đàn voi nó đến nó phóng uế ở trên sân, cái chỗ tôi quét sạch sẽ, rồi nó dậm chân, nó quần thảo làm cho bụi bay lên tứ tung. Tôi phải mất công hốt phân voi, rồi đổ đất lấp các cái lỗ chân voi, vân vân. Ồ, chắc ngài muốn đàn voi đừng trở lại nữa không? Phải, tôi muốn là như vậy. Vậy thì để tôi chỉ cho ngài cách này, làm cho cái bọn voi đó từ biệt, không dám đến đây quấy phá nữa. Nói rồi, vị chư thiên tặng cho vị đạo sĩ một cây đàn thần 3 dây và dạy cho đạo sĩ niệm chú để sai khiến cái loài voi. Lần lượt chỉ vào 3 dây đàn, vị chư thiên mới giảng rằng: khi nào mà ngài khảy dây đàn này và niệm chú thì đàn voi chạy thẳng một mạch, không có quay đầu nhìn lại phía sau. Còn khi nào mà ngài khảy cái dây đàn này và niệm chú thì cái đàn voi phản tiền vi hậu, tức là quay đầu lại, vừa chạy vừa nhìn về phía ngài. Còn nếu mà ngài khảy cái dây đàn này và niệm cái câu thần chú này
thì con tượng Chúa lập tức nó chạy đến đưa lưng cho Ngài cởi khẳng tiền Huy Hậu hả? Đúng rồi, huynh ăn cần hay quá ha. Rồi bị thiên vương đánh lễ vị đạo sĩ rồi cáo từ lôi gót, nhờ cái phép niệm chú và thấy cái đàn rất là linh nghiệm, cho nên khiến cho đàn voi chạy lãng ra xa hết. Vị đạo sĩ từ đó mới được nhận cái sự nhàn lạc tịnh cư ở miền sơn giả. Đồng thời với đạo sĩ có một vị vua hiệu là Parantapa đang đóng đô ở kinh thành Kosambi. Đức vua Parantapa viết làm sao đây bà con ơi? Phải biết tên mấy nhân vật này để sau này quý vị nói chuyện á, rồi phải nêu tên người ta chứ, rồi quý vị coi như là cái hồi xưa có câu chuyện đó, cái ông đó tới như vậy, ông đó như vậy, nó không trúng rơi người ta khi dễ nghe. Cho nên mình muốn xác minh một vấn đề gì phải biết cái tên của người ta. Chắc là huynh An Cần hồi đó có gặp hay sao mà biết tên ông này, coi như là biết một cách chính xác vậy đó. Chắc là huynh An Cần có gặp ông vua này rồi, thuộc lòng tên của ông ta luôn, Parantapa, chính xác. Đức vua Parantapa ở trong cái thành Kosambi. Trong thời kỳ mà đức vua Parantapa này á, thì nhân một lúc buổi chiều nóng bức, đức vua cùng chánh hậu, mà vị hoàng hậu này thì đang mang thai nha, ra khỏi hoàng cung, ngự trên cái sân thượng lộ thiên của một cái tòa biệt điện. Rồi hoàng hậu được đức vua khoác lên trên mình một chiếc long bào bằng gấm đỏ trị giá bằng 10 vạn đồng tiền vàng, trong khi đức vua còn hậu chuyện trò. Rồi đức vua mới cởi chiếc nhẫn ngọc trị giá cũng 10 vạn đồng tiền vàng ở nơi tay của đức vua, rồi đeo vào ngón tay của hoàng hậu. Trong lúc đó thì ở trên không có một kim đại bàng từ xa bay đến, trông thấy hoàng hậu mặc chiếc áo hồng bào màu đỏ, nó tưởng là một đống thịt đỏ tươi, rồi nó xếp đôi cánh lại lao mình xuống nhanh như cắt, rồi nó xớt hoàng hậu, nó xớt hoàng hậu bay đi. Vì đại bàng kim sử điểu á, quý vị biết rằng rất là nhanh, túc ở trên cao phóng xuống, xếp hoàng hậu bay đi kẹp cứng ở trong cái móng vuốt của nó. Rồi cái giống đại bàng này là một cái giống kênh kênh, một cái mỏ nó dài như cái mỏ của con voi vậy, mà có sức mạnh tha nổi một lần nắm quân con voi. Cho nên khi mà sớt mồi rồi thì nó bay đi rất là nhanh, và sức mạnh của nó thì khó nói. Đang lúc mà bị chim đại bàng tha bay lên không thì hoàng hậu rất là phập phồng lo sợ, nghĩ thầm rằng cái giống thú này nó sợ tiếng người, nếu mà ta la lên nó nghe cái tiếng là thì chắc nó buông bỏ ta rời xuống đất, thì chắc chắn rằng ta cùng thai nhi cũng vong mạng. Chi bằng chờ khi nào mà nó đậu ở chỗ nào sắp sửa ăn thịt ta, thì chừng đó sẽ cất tiếng la để xua đuổi nó. Công nhận cái bà này cũng thông minh thiệt. Nhờ thông minh tỉnh trí như vậy, nghĩ ra dược kế như vậy, cho nên hoàng hậu nhấn lại làm thinh. Rồi đại bàng bay về vùng tuyết lãnh, có một cây đa rất là to lớn mọc lên đã lâu đời, thân cây sừng sững ở giữa trời, tàn lá coi như tròn xoe, xum xoe mát mẻ,
Chiên đề bàn vẫn thường tha mồi đem về cái cây đa cổ thụ để mà ăn. Cho nên hôm đó nó cũng tha hoàng hậu Paranda về đậu trên cái chán hạ và đưa mắt quan sát con đường về. Và theo tục truyền thì giống chim này có thói quen là luôn luôn quan sát con đường về như vậy để coi có kẻ địch đuổi theo hay không. Thì ngay khi đó hoàng hậu mới tính rằng bây giờ là cái lúc ta phải la lối ôm sòm đây. Rồi duỗi thẳng hai cánh tay, hoàng hậu vừa vỗ tay vừa la lớn. Nghe cái tiếng la, tiếng quậy, tiếng hét, đập tay đập chân. Ô, đại bàng sợ quá, bay mất tiêu. Lúc đó chiều tàn, ánh nắng vừa khuất, hoàng hậu bỗng nghe thai nhi chuyển động. Bầu trời lúc bây giờ là vòng vũ mây đen, tư bề chớp giăng sấm nổ. Thảm thay cho một trang quốc mẫu lá ngọc cành vàng. Đến khi đêm tàn mưa tạnh, vườn hồng lúa dạng trời đông, thì hoàng hậu số lòng sanh được một hoàng nam. Và để kỷ niệm bầu trời quang đãng với mặt nhật đang lên báo hiệu một ngày tươi sáng, hoàng hậu Parantapa đã đặt tên con là Udena. Udena ý nghĩa là hoàng bình minh, tức là mặt trời vừa lên. Thì cái chỗ hoàng hậu mà thọ nạn cách cái chỗ ngụ của đạo sĩ Anlakappa không bao xa. Udena hả? Ồ, hay quá, sinh nhật mình ha. Thì theo cái thông lệ, thường những cái ngày mưa thì vị đạo sĩ Anlakappa sợ cảm hàn, dám đi vào rừng hái trái cây. Đạo sĩ chỉ đi đến dưới gốc cây đa cổ thụ, chờ cho đại bàng Kim Sĩ Điểu ăn xong, rồi hốt những cái xương thừa thịt vụn đem về giã nát ra, cho thêm gia vị, nấu thành nước canh, nước súp để mà húp. Sáng hôm đó đạo sĩ cũng tính thầm, ta sẽ đi lượm mốt những cái xương thừa thịt vụn. Rồi đi đến gốc đa, vì đạo sĩ còn đang nhặt xương gom lại thì bỗng nhiên nghe cái tiếng khóc của trẻ thơ ở phía trên cây. Đạo sĩ ngước mắt nhìn lên, thấy hoàng hậu ẵm con, mới hỏi nàng là cái giống gì vậy? Dạ thưa, thiếp là thiếp bị đại bàng xếp tha về đây. Nàng có muốn xuống đất hay không? Dạ thưa muốn. Nhưng mà thiếp giữa thiếp với người có chủ cách biệt về dòng dõi. Nàng thuộc về giai cấp nào? Thưa thiếp thuộc dòng sắc đế lệ khắc kỳ giá. Ồ, bần đạo cũng dòng sát đế lị đây. Thế thì xin ngài hãy kể những cái kiến thức đặc biệt của dòng sát đế lị như thế nào. Khi nghe đạo sĩ Anlakappa kể đúng rồi, thì hoàng hậu mới hết nghi ngờ, mới yêu cầu xin ngài hãy trèo lên ẵm ấu tử dùm cho tiện thiếp. Đạo sĩ lập tức mở một lối lên chán cây đa, trèo lên bồng ấu tử và dặn rằng nàng chớ nên thủ lễ, chớ đụng vào mình của bần đạo không nay nhé. Hoàng hậu y lời, khi trao hài nhi qua cho đạo sĩ ẵm xuống gìn giữ không cho đụng chạm, rồi hoàng hậu cũng trèo xuống luôn. Đạo sĩ bồng ấu tử trở về Thảo Am, ra tay tế độ nuôi nắng, nhưng mà dè dặt chẳng cho đứt cái giới của người tu. Đạo sĩ vào rừng kiếm mật ong nguyên chất và nước trái thuốc nốt đem về nấu cháo lỏng cho ấu tử bú. Thấy đạo sĩ chăm nom dưỡng dục con mình mà còn giữ gìn tư cách, hoàng hậu buồn thân tủi phận, nói thầm rằng như ta
nay đường đi chẳng biết, nếu mà về cũng không có hay. Ở lại thì đạo sĩ đối với nữ nhân bơ phờ lạnh nhạt, không có một chút cảm tình. Nếu mà rủi bị ông ấy bỏ rơi thì mẹ con ta biết sẽ lưu lạc về đâu? Chắc chắn cả hai đều phải chết. Ta phải làm sao cho đạo sĩ phá bỏ cái giới hạn, chứ đừng bỏ rơi hai mẹ con của ta. Nghĩ như vậy, Hoàng Hậu bắt đầu ăn vận, ăn mặc rách rưới lang thang, dùng cái chất liễu bồ nhược chất mà lung lạc cái tâm của kẻ tu hành. Vì đạo sĩ rốt cuộc cũng phải siêu lầm. Từ đó nam nữ sống chung thuận hòa êm ấm. Tháng lụa ngày qua, một hôm đạo sĩ nhìn xem thiên tượng, thấy khí số của đức vua Parantapa đã hết, mới kêu vợ đến bảo rằng: "Này hiền nội, đức vua Parantapa ở trong thành Kosambi băng hà rồi." "Ồ, sao phu quân nói vậy? Đức vua với phu quân có thù nghịch cái gì hay không?" "Không có đâu. Này hiền nội, ta nhìn xem thiên văn thấy sao ứng ra cái điều đó, cho nên mới nói vậy." Hoàng hậu sụt sùi đổ lệ. Đạo sĩ hỏi: "Sao mà nàng khóc vậy?" Và khi biết được đức vua Parantapa là chồng cũ của vợ mình, đạo sĩ mới an ủi rằng: "Thôi thì hiền nội đừng có bi lụy, đó đời hễ có sanh là phải có tử, đó là cái lẽ đương nhiên." "Thưa phu quân, thiếp cũng biết là như vậy." "Biết như vậy tại sao mà khóc?" "Vì con trai của thiếp là Đông Cung Thái tử, có quyền kế vị ngai vàng, đáng lẽ phải hưởng được phú quý vinh hoa tột bậc, thế mà thái tử bây giờ phải chịu làm kẻ thường dân, cho nên thiếp tủi thân buồn cho con mà lệ đó." "Thôi hiền nội cứ an tâm, đừng có lo rầu nữa. Nếu mà thái tử muốn hồi chào để thừa hưởng được phú quý vinh hoa thì ta có giúp cho thái tử thành toàn ý nguyện." Hoàng hậu mừng rỡ đáp: "Thưa phu quân, nếu được vậy thì còn gì quý bằng." "Được rồi." Tiếp theo là hứa đạo sĩ lấy cây đàn thần ba dây ra trao cho thái tử và truyền dạy ba câu chú điều khiển lò voi. Hồi đó vẫn có vô số tượng rừng ra vào gần đó, tập trung quanh gốc cây to, kẻ hơn cả ngàn con tượng. Vì đạo sĩ mới dặn thái tử rằng: "Lúc mà đàn voi chưa đến thì con phải trèo lên ngồi trước trên một cây cao. Hãy thấy chúng nó đến thì con niệm câu chú này và khẩy di đàn này, thì tất cả đàn voi sẽ quay đầu lại chạy thắng một mạch, không dám liếc nhìn lại phía sau. Chờ cho đàn voi qua hết, con hãy tụt xuống mà về." Thái tử vâng lời dưỡng phụ, một mình vào rừng thí nghiệm pháp linh, xong rồi trở về thảo am thuật lại chuyện. Qua ngày thứ hai, đạo sĩ lại dạy thêm thái tử: "Bữa nay con niệm câu chú này và khởi cái dây đàn này nè, đàn voi sẽ phản tiền vi hậu, vừa chạy vừa nhìn về phía con." Thái tử cũng vâng lời, thí nghiệm xong trở về phục lệnh dưỡng phụ. Khi đó đạo sĩ gọi hoàng đến và bảo: "Này hiền nội, nàng có cần nhắn tin gì không thì hãy nói với con đi." Thái tử trở về phân này chắc sẽ lên ngôi cửu ngũ. Hoàng hậu gọi thái tử vào ngỏ lời tâm sự rằng: "Này vương nhi, con chính là Đông Cung Thái tử, con của đức vua Parantapa xứ Kosambi. Lúc mẹ mang thai con ở trong lòng thì bị đại bàng bắt đi, rồi thuộc hết về tông thích của mình. Hoàng hậu là kể đích danh các vị đại thần ở trong triều, nhất là quan nguyên soái cho thái tử, và tiếp rằng: "Đến lúc cần á thì con hãy trưng ra chiếc hồng cẩm bào và chiếc vương chỉ hoàng, vốn là kiều phục và ngọc ấn của phụ vương con, để làm tín vật."
Dặn dò xong, hoàng hậu tiễn biệt thái tử. Thái tử quay lại hỏi đạo sĩ rằng: thưa dẫn phụ, hiện giờ con phải làm gì? Con á, trèo lên trên cây, ngồi trên một nhánh thấp, rồi con niệm câu chú này và khảy cái dây đàn này, tức thì tượng chúa sẽ đến đưa lưng cho con cởi. Con tuột xuống ngồi trên lưng tượng, trở về vương quốc, trị vì ngai vàng của phụ vương con. Thái tử sụp xuống bái biệt song thân, rồi theo lời dạy của dưỡng phụ, gọi con tượng chúa đến cởi lên lưng và kê miệng gần tai của nó, phán rằng: ta là thái tử U Đề Na, con của vua Parantapa Sư Cô Sampi, xin tượng chúa hãy đưa ta về triều phục quốc để kế vị ngai vàng. Và khi nghe xong thì tượng chúa rống to lên, dùng cái ngôn ngữ của loài voi kêu gọi hợp đàn. Vô số ngàn thư tượng hãy tập trung tất cả lại nơi đây. Và quả nhiên vô số ngàn thứ tượng vân định chúa đàn đã quy tụ lại rất là đông, với lực lượng hùng hậu vô số ngàn quân qua chiến. Thái tử lên đường trở về cố đô. Đến nguyên ải, thái tử kêu gọi dân chúng: ta là đông cung thái tử, trở về chào phục quốc. Thần dân hãy mau hộ giá mà lập công danh. Từ đó trở đi, dân chúng gia nhập ngày càng đông đúc. Thế để kết hợp cả đoàn dân quân cùng với tượng binh, kéo rất toàn lực về vây thành Cô Sâm Vi và phái sứ giả vào triều trao tấu hậu thư, kết thúc bằng hai cái điều vắn tắt: muốn chiến tranh thì phải quy hoàng vương vị cho ta. Triều Tần đã đáp trả lại sứ giả rằng: cả hai câu hỏi của ngài chúng tôi không thể trả lời dứt khoát. Quá thật, hoàng hậu hoài thai có bị đại bàng kim sĩ điểu xớt đi, nhưng mà từ đó đến nay biệt thức vắng tâm, còn mất thế nào chưa rõ. Bao giờ chúng tôi nghe đích xác tin hoàng hậu rồi thì chúng tôi mới có thể biểu quyết chiến tranh hay là hoàng vương vị lại cho chúa của quý ngài. Sứ giả về tâu lại với thái tử những cái lời thương nghị của triều thần. Thái tử mới thân hành đến tận cổng thành, bắt loa phán rằng: ta là đông cung thái tử U Đề Na, con của hoàng hậu bị mất tích đây. Rồi thái tử gọi đích danh các vị quan đại thần, nhất là tên của vị Nguyên Nhung. Thấy họ còn hoài nghi, thái tử mới trưng ra hai tiếng quạt. Bá quan nhận thấy chiếc hồng cẩm bào và chiếc ngọc ấn chỉ hoàng là tín hiệu của đức vua Parantara, mới mở rộng cửa ngọc môn nghênh tiếp. Thái tử và ba quân tướng sĩ vào thành, chọn ngày làm lễ đăng quang để tôn thái tử lên ngôi cửu ngũ. Chúng ta xin dừng lại nơi đây để chúng ta hiểu cái nguyên nhân câu Phật ngôn 21, 22, 23. Bởi vì còn hai câu Phật ngôn nữa thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục duyên sự tiếp ha. Rồi tới đây xin được kết thúc ha, bởi vì thời gian cũng vừa phải lẽ rồi. Hôm nay quý vị rất là tuyệt vời. Đọc dụng kinh cũng hay, mà đọc dụng kệ cũng hay, mà cái duyên sự này thấy cũng hay nữa. Không biết quý vị nghe làm sao, nhưng mà khi tôi mà đọc cái duyên sự này tự nhiên thấy hay quá. Thôi quý vị thì cũng tới giờ chúng ta cũng phải chia tay thôi ha. Buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc. Với phước lành, chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được sự an vui tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phục quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tham thiền, xin qua lực vô biên chư toàn giác độc giác và thiên văn thính chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam thiên nữ, cùng Phật giáo năm truyền được
an lành tịnh lạc. Ê tê là sa chê quá chê nã sô thư vô hô tu sa phạ đà. Do lời chân thật này kính dân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Hà Dạ. Xin mời sư Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Alo, sư Hồng Nhật ơi.